Chuyển sang tin tức khác. Thưa quý vị, đối với những người dân ở các ấp Phú Tài, Phú Lộc thuộc địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, thì việc có được một con đường bằng phẳng thuận tiện cho việc đi lại là một niềm vui lớn. Tuy nhiên, niềm vui này chẳng kéo dài bao lâu khi các phương tiện tải trọng nặng lưu thông ngày càng nhiều trên những tuyến giao thông vừa được địa phương đầu tư nâng cấp. Vốn dĩ đường giao thông nông thôn không được thiết kế để chịu tải nặng, nên chỉ sau một thời gian ngắn, đường xuống cấp là điều hiển nhiên. Thêm một lần nữa, người dân mong mỏi chính quyền sửa chữa và có giải pháp bảo vệ đường để người dân nơi đây được thụ hưởng đúng nghĩa sự quan tâm đầu tư thiết thực của nhà nước. Từ tỉnh lộ 329, rẽ vào là đường 1 thuộc địa bàn ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Tuyến đường vừa mới được láng nhựa khoảng 2 năm nay, từ một con đường đất, nắng bụi bặm, mưa lầy lội. Có một con đường mới, người dân vui mừng chưa được bao lâu. Thì nay, nhiều đoạn đã có dấu hiệu xuống cấp do các phương tiện tải trọng nặng lưu thông. Từ năm 90 tôi đã vô đây lập nghiệp và lúc đó là con đường này nó xấu lắm. Mỗi lần mà đi chợ nhiều lúc mà mưa, mùa mưa mà mưa ngâu á, là không có đi xe gì được hết á. Trừ xe bò, còn các loại xe là không có xe gì đi được. Mà dân lúc đấy thì không có xe bò, mà đi chợ là mua gạo là đi bổ và cánh gạo về là hết một ngày trời. Mà từ trong nhà ra tới ngoài chợ khoảng 8 cây đến 9 cây số mà quốc bộ đi khoảng ngày trời mới về tới nhà. Tới mới đây thì làm được con đường nhựa này thì bà con rất mừng. Nhưng mà không được bao lâu thì xe cổ nó chắc quá tải rồi nó xuống cấp. Giờ xuống cấp từng chậm thôi. Theo người dân địa phương, từ xã Hòa Hiệp kết nối với xã Tân Lâm theo đường 1 khoảng 10 km là đi về tỉnh Đồng Nai. Nếu không đi theo đường 1, các phương tiện từ Xuyên Mộc đến tỉnh Đồng Nai phải đi đường Bà Tô xa hơn khoảng 50 km. Đó là lý do tất yếu khiến các phương tiện vận tải chọn đến Đồng Nai theo con đường này. Vừa rút ngắn được thời gian, chi phí di chuyển lại vừa tránh được các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhưng mà hiện tại bây giờ là tất cả xe lớn dồn về hết con đường này đi là phá nát hết rồi. Toàn ổ voi, ổ gà không ạ. Đường bên kia hư hỏng hết rồi, hư hỏng nặng hết rồi. Bây giờ tất cả xe lớn phải dồn về đường này dễ đi hơn. Họ tắt qua đoạn này là họ đi tắt ngang họ rất là gần. Là tránh được rất nhiều thanh tra vào giao thông ạ. Đường cầu 5 tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc còn xuống cấp nghiêm trọng hơn dù mới được láng nhựa cách đây 2 năm. Nguyên nhân khiến cho đường xuống cấp, theo người dân địa phương, cũng là do các xe trọng tải lớn lưu thông. Hồi trước lúc làm xong con đường này nó coi như cắm cái biển 8 tấn. Nhưng do cái mật độ lưu thông của những cái xe mà nó chở gạch coi như là kiểu mấy chục thiên, với cả những cái xe tràm nó dài kiểu như là cái xe mà coi như là chở như 2 feet xe container, nó chạy rất là nguy hiểm. Tí nữa các anh các chị vào trong kia kìa, ở chỗ cây km số 9 là cái đoạn đấy coi như không thể đi được. Nếu cái cỡ xe này mà xe gầm mà thấp tí xíu nó cạ gầm ngay. Vì đường cầu 5 xuống cấp, các xe chở hàng hiện đang dồn về đường 1 và đường 4, trong đó đường 1 là đường láng nhựa, còn đường 4 mới là đường đá cấp phối. Nếu không được ngăn chặn xử lý kịp thời, chắc chắn trong một thời gian ngắn nữa, hai con đường trên sẽ giống như đường số 5. Người dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đang rất bức xúc khi được sử dụng đường mới chỉ 2 năm thì lại phải trở lại tình cảnh như xưa, thậm chí còn nguy hiểm hơn khi phải lưu thông song hành với xe tải trọng lớn. Bên cạnh mong muốn nhà nước sửa chữa, nâng cấp lại đường, người dân cũng mong đợi ngành chức năng và chính quyền địa phương có giải pháp bảo vệ đường để người dân được thụ hưởng đúng nghĩa sự quan tâm, đầu tư của nhà nước, đồng thời tránh lãng phí, kinh phí đầu tư.